Đây là Volkswagen Teramon President, một mẫu xe không đi theo số đông anh chị, vì đây là phiên bản đặc biệt và chỉ với 88 xe toàn quốc thôi. Và vì sao đặc biệt, em Tuấn sẽ review nhanh và chi tiết về cái nhìn đầy đủ nhất về một mẫu xe với thiết kế đột phá, đó chính là sự kết hợp giữa một mẫu xe SUV và một mẫu xe MPV. Để dễ hiểu hơn, đó chính là vẻ bề ngoài cứng cáp mạnh mẽ và về phần vận hành, cảm giác lái tốt như một mẫu xe SUV, nhưng nội thất đó chính là hạng ghế thương gia như mẫu xe thành công gần đây, đó chính là Veloran nha anh chị. Và hiện nay xe đang có giá bán là 2.399.000.000. Và kể từ ngày em Tuấn phát hành video này vào ngày 14 tháng 10 thì đã có gần 40 booking cho mẫu xe Teramon President rồi. Và mẫu xe Teramon President rất phù hợp với những anh chị mang xu hướng tiên phong, dẫn đầu một tổ chức, cũng như là yêu thích sự mới mẻ, cũng như là thiết kế đột phá về một mẫu xe giới hạn đặc biệt và trên thị trường có 102, khi đáp ứng được cảm giác lái tốt với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và cảm giác ngồi tốt với hạng ghế thương gia như các chức năng như làm mát, massage, sự ấm ghế, cũng như là chỉ vài thao tác tay đơn giản thôi, thì anh chị đã điều chỉnh được cái tư thế ngã lưng cũng như có thể nằm nghỉ ngơi thoải mái nhất trên những chuyến hành trình dài cũng như là công tác xa. Hiện tại Teramon President sẽ có 3 màu sắc xe: màu đen, màu trắng, màu xanh. Còn nội thất sẽ có 2 sự lựa chọn, lát em Tuấn sẽ để hình thực tế cho anh chị, đó chính là màu be nâu như em đang quay trên video này đây, và sẽ có đó chính là thêm màu đen nha anh chị. Ảnh thực tế về màu sắc xe cũng như là khoang nội thất em Tuấn sẽ để ở cuối clip để anh chị có thể dễ tham khảo hơn. Còn với Teramon President là một mẫu xe với phiên bản giới hạn, anh chị nhanh tay liên hệ với em Tuấn để em Tuấn có thể hỗ trợ anh chị màu sắc xe cũng như là màu sắc nội thất anh chị yêu thích để có thể nhận xe trong thời gian sớm nhất khi anh chị đặt hàng ngay trong tháng 10 này. Với thiết kế sang trọng, Teramon President trang bị màn hình giải trí 12 inch cùng với những thao tác tay có thể điều khiển màn hình đơn giản. Điều đặc biệt đó chính là phần táp lô được trang trí hiệu ứng ánh sao cùng với 30 màu đèn viền nội thất, đem tới khoảng không gian cảm xúc tích cực, kết hợp cùng với 12 loa Harman Kardon đem tới khoảng không gian sống động cho gia đình chủ sở hữu cũng như cảm giác thư thái nghỉ ngơi sau những chuyến hành trình dài. Với logo phát sáng trước và sau làm nổi bật lên thương hiệu Volkswagen cũng như là cá tính của chủ sở hữu. Về phần động cơ, xe được trang bị động cơ xăng 2.0 TSI thế hệ mới nhất, cũng như đó chính là hộp số ly hợp kép thể thao 7 cấp ướt, đem tới vận hành êm ái mượt mà khi kết hợp với khoảng sáng gầm xe cao của một mẫu xe SUV. Và cùng với đó chính là hệ dẫn động 4 bánh 4Motion chứa danh của nhà Volkswagen. Và anh chị đừng quên nữa, đó chính là về khung gầm MQB thế hệ mới nhất, đem tới sự vững chãi, bền chắc và an toàn trên mọi hành trình. Dạ vâng, em là Tuấn, đại diện bán hàng tại Volkswagen Xe Chầu quận 3. Anh chị có thể nhanh tay liên hệ với em để có thể hỗ trợ chi tiết thông tin xe Teramon President cũng như là nhanh tay đặt hàng để anh chị có thể sở hữu sớm nhất xe trong tháng. Và sau đây em cũng sẽ để lại thông tin như là quay lại về tổng thể khoang nội thất với nội thất đen trên mẫu xe Teramon President, cũng như là hình ảnh chi tiết về nội thất hai màu xe, đó chính là màu đen và màu be nâu nha anh chị, cũng như là dung tích cốp. Và em cũng sẽ để 3 màu ở cuối clip: màu trắng, màu đen và màu xanh nha anh chị.